Chào các bạn, hôm nay shop xe trợ lực điện Sài Gòn bên mình lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đạp điện trợ lực gấp được mà chất lượng tốt ha, đến từ thị trường quốc tế ha. Thì nhiều các bạn hay hỏi mình là sao hôm giờ là ít có những cái mẫu xe mà gấp gọn mà tốc độ cao á mà để đi lại hàng ngày ha. Tại vì bên mình chưa kiếm được mẫu nào mà nó ưng ý hết. Nay là nó vừa mới có một cái mẫu mới ha, đến từ thương hiệu là Genbu ha các bạn. Mà cái bản này á, là nó bán cho thị trường quốc tế nha, nên cái chất lượng của nó rất là ok, mọi thứ luôn. Thì bây giờ mình sẽ khui thùng ra cho các bạn xem bên trong là cái thùng hàng này là nó có một cái mẫu xe gì mới ha. Thì đây là phiên bản mới luôn, mình cũng chưa biết gọi là cái dòng xe này là tên gọi là gì hết. Thì bây giờ bật mí với mình luôn ha. Thì cái chiếc xe này là phiên bản nó bán cho thị trường của quốc tế thôi, nó không có bán cho những cái thị trường mà của châu Á mình ha. Thì chất lượng mình nghĩ là chắc sẽ là rất là tốt nha. Đó, các bạn có thể thấy ha, họ đóng thùng nhìn rất là nhiều mút ha, giúp chiếc xe chống trầy xước tốt, nằm gọn trong một cái khung sườn luôn ha. Nó chọn bộ sản phẩm luôn, nó có đầy đủ hết mọi thứ trong đây. Thì giờ sẽ gỡ lên cho các bạn xem ha. Và đây là cái sản phẩm của cái chiếc xe này mà bên mình khui ra từ thùng đó ha, cũng khá là gọn nhẹ ha, gấp gọn được luôn. Và bây giờ mình sẽ cắt từng cái bộ phận ra cho các bạn xem ha. Thì chiếc xe này nó cũng đỡ một cái là nó đã lắp cho mình cái bánh trước rồi, khỏi phải lắp nữa. Bây giờ chỉ cần gắn cái tay lái lên nữa là xong rồi. Đó, các bạn có thể thấy ha, màu sắc sơn rất là đẹp. Thì cái xe này là nó gấp ha các bạn, nên nó sẽ làm cái cổ gấp luôn nè. Rồi tạm thời mình để đây trước ha. Mút rất là nhiều. Đây, các bạn có thể thấy ha. Thì đây là một cái chiếc xe nó hướng tới cái thị trường mà năng động là đô thị nè, nên họ phối cái màu này nhìn rất là cá tính ha. Thì cái màu này các bạn có thể gọi là màu tím, màu tím nhạt nhất trong các cái màu tím luôn, mình gọi là tím khoai môn á. Thì nhìn xe này nhìn nó rất là thời trang ha, cho cả nam lẫn nữ đi đều đẹp ha. Đó, các bạn thấy cái chiếc này các bạn có thể liên tưởng tới một cái chiếc nào khác của thương hiệu này không? Thì giờ mình sẽ cắt hết ra cho các bạn xem thêm ha. Rồi sẽ nói những cái điểm hay của chiếc xe này cho các bạn xem nha. Này là cái yên. Yên rất là to nha. Yên này là cho các bạn ngồi là báo êm luôn. Rất là to ha. Phù hợp cho mọi chiều cao luôn. Bạn nào thấp cũng ngồi được, cao cũng ngồi rất là ok luôn nha. Này chắc là cái adapter sạc của nó. Adapter sạc. Và cắt tiếp hết cái phần này. Xe này thì có luôn cả ba ga chở người luôn nha, hoặc là chở đồ thoải mái luôn nha. Xe này là cho các bạn đi phố mỗi ngày nè, đi du lịch, hoặc là bạn nào nhà chung cư á, nhỏ gọn mà đặc biệt là cái công suất rất là lớn ha. Cắt cái này rồi. Đó, nguyên trạng của cái xe như vậy ha. Bây giờ cắt tiếp tay phần tay lái. Thương hiệu Genbu là họ chuyên làm về những dòng xe trợ lực điện ha, đủ các hình dáng luôn, từ gấp cho tới địa hình, mà đặc biệt là chú trọng vô cái mảng về thời trang lắm. Nên các dòng xe nào mà các bạn mà sử dụng cái dòng xe Genbu á, thì các bạn đều thấy những cái xe thì nó rất là cá tính ha, nó đáp ứng cho mọi cái nhu cầu của mỗi người ha. Phần tay lái các bạn có thể thấy ha, tay lái nhìn rất là hiện đại nha, có tay vít ga nè, có cả khóa để các bạn có thể là bật tắt nè, chống trộm tốt nè. Rồi tiếp đến là có màn hình LCD nè,
phanh dĩa nè, có luôn cả đồ kẹp điện thoại mà kim luôn là sạc điện thoại được luôn nha. Không thể thiếu các bạn hay hỏi mình nè, có còi điện nè, có cấp độ số nè, có đèn pha luôn nè. Đó, rất là xịn hiện đại nha. Rồi giờ lắp luôn cho các bạn xem nè, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hạ cái này xuống để lỏng cái này thôi. Cái yên này thì mình thấy nó cũng khá thấp nha, phù hợp cho các bạn nào mà dưới 1,5 m ha là ngồi được luôn ha. Thì chiếc xe này nó sẽ phù hợp hết cho mọi cái dáng người ha, từ bạn thấp nhất và bạn cao và ngồi cũng thoải mái nha. Thì bây giờ mình sẽ cho nó lên khoảng trung bình đi, để chút nữa mình ngồi thử cái dáng cho các bạn xem nha. Ngoài ra thì kèm theo xe thì nó sẽ đi theo nó là một cái cục sạc adapter chuẩn nguồn điện 220 ha. Đây các bạn, nguồn điện 220 ha, thì thời gian sạc của chiếc xe ha. Rồi bây giờ mình để qua bên, mình giới thiệu cho các bạn ha. Thì đây là chọn sản phẩm phiên bản mới, xe đạp gấp gọn, trợ lực điện Genbu với cái mã là K6-16. Hoặc là các bạn có thể gọi tắt của nó là K6 nha các bạn ha, cho nó dễ. Đây là một cái phiên bản cực kỳ đẹp mắt, vừa mới ra mắt của thương hiệu Genbu ha. Phiên bản gấp gọn, hướng tới thị trường đô thị của chúng ta nè. Có thể là dùng để đi phố mỗi ngày nè, đi chơi. Có thể gấp gọn, nó sẽ tốn không tốn diện tích nha. Và đặc biệt các bạn thấy đây là một cái mẫu xe, cái khung nhìn cực kỳ cá tính luôn. Đặc biệt không có một cái mối hàn nào hết, đúc nguyên khối, nhìn cực kỳ đẹp mắt ha. Và cá tính hơn nữa là nó phối cho chúng ta là một cái màu, gọi là cái màu tím khoai môn ha. Phối với nhất rất là nhiều màu nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ha, cái khung của nó nè, là màu xám nè, màu xanh nè, màu xanh lá non nè, tạo cho chúng ta là một cái điểm nhấn là kiểu như là nó thành phố năng động ha. Giúp cho chiếc xe này nó không kén mọi cái dáng ngồi ha. Từ các bạn nữ, các bạn nam nào ngồi cái dòng xe này nhìn cũng cực kỳ đẹp ha. Và tiếp đến thì cái dòng xe này á, là xe gấp, cái bi đan của nó cũng gấp luôn các bạn. Đó, gấp luôn. Và hoàn toàn cái khung, cái màu sơn của chiếc xe này là hoàn toàn là sơn tĩnh điện, nhám mờ, sẽ không có để lại dấu tay khi các bạn để lên nè. Và tiếp đến là bây giờ mình sẽ đi tới cho các bạn xem ha. Chiếc xe này thì nó là một cái dòng xe, cho các bạn xem là chiếc xe này là nó sở hữu cho chúng ta là một cái cặp bánh 16 inch đến từ thương hiệu CST ha. Và cái bề ngang của cái bánh này thì là khoảng tầm là 1.95. Đây mình quay lên cho các bạn xem ha. 16 inch, 1.95, cao su bám đường cực kỳ tốt ha, nhưng mà vẫn đạt được cái vận tốc tốt nè. Tiếp đến là nó sở hữu cho chúng ta là một cái cặp phục nhúng phối bạc, nhúng siêu êm luôn ha, nhúng lò xo nha. Và có luôn cả đèn pha nha, cho các bạn đi ban đêm. Và có luôn cả phanh dầu nha, phải phanh phanh dĩa chứ, phanh dĩa thủy lực nha, cực kỳ là tốt nha, cho các bạn thắng an toàn hơn. Và tiếp đến là tới cái phần tay lái nha. Phần tay lái rất là đa năng, có thể điều chỉnh theo từng cái góc lái của chúng ta được nè. Các bạn chỉ cần xả nhẹ cái con ốc này ra, xoắn theo từng cái tư thế của chúng ta nha, rồi các bạn khóa lại. Khóa lại nè. Và tiếp đến là cái phần này luôn, các bạn nào mà thấp á, muốn ngồi thấp á, hạ xuống được luôn, hoặc là đưa lên cao luôn. Thì cái chiếc xe này á, thì mình thấy á, cái trọng tâm nó khi mà thả xuống thì nó khá là thấp, nó rất là thích hợp dành cho các bạn học sinh nè, dùng để đi học hàng ngày nè, hoặc là các anh các chị mà cần mua những cái dòng xe nào mà để đi chợ mỗi ngày ha, hoặc là các anh mà cần một cái mẫu xe mà năng động đi chơi thì mình có thể cũng kéo cao lên được nè. Đó, nó thích hợp cho mọi cái nhu cầu dáng luôn ha. Và trên đây thì có những tính năng cực kỳ xịn nha, phanh dĩa trước sau nè, có luôn cả đèn pha đi ban đêm nè, có luôn còi điện nè, cấp độ số thì 3 cấp nè, màn hình nè. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm về cái phần động cơ chính của chiếc xe này ha. Chiếc xe này sở hữu vẫn phanh dĩa đằng sau này như bánh trước, mà đặc biệt cái trái tim của chiếc xe này lên tới 500W, thế hệ mới, cho các bạn vít ga tốt hơn nè, thoải mái hơn ha, nhỏ gọn ha. Và đặc biệt chiếc xe này nó còn có một cái đèn stop nữa, và nó có một cái bảng nhìn cực kỳ dễ thương thương hiệu của nó nữa.
Còn cái này là không phải đèn nha các bạn, cái phản quang thôi, nhưng mà nó có đèn stop ở trên đây, khi mà bóp thắng lại lên đèn. Và có một cái ba ga cứng nè, dùng để chở người cũng được nè, hoặc là chở đồ nè, hoặc các bạn học sinh á, hoặc là các bạn văn phòng á, dùng để cột đồ ở đằng sau, nhìn cực kỳ đẹp ha. Và cái điểm nhấn của chiếc xe này nó lại nằm ở ngay cái phần này nha các bạn, phuộc nhúng chống sóc nằm giữa luôn, giúp chiếc xe êm ái hơn mà khi các bạn đi vào những cái cung đường ha. Thì cái chiếc xe này ngoài mà nó đi phố không, nó có thể là đi được những cái địa hình luôn ha. Và tiếp đến là bây giờ mình sẽ nói tới là cái phần trung tâm của nó nữa, phần pin lithium nằm gọn trong cái khung sườn này luôn ha. Thì chiếc xe này là, một là các bạn có thể là dùng để sạc pin trực tiếp trên đây cũng được, hai các bạn có thể gấp gọn đem ra cái cục pin cho các bạn được luôn ha. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ gỡ lên cho các bạn xem cái tính năng của nó nha. Đầu tiên mà các bạn muốn gấp được chiếc xe là các bạn sẽ dùng một cái chốt này nè. Các bạn dặn ra, chặn ra. Khi nào mà nó không còn cái nút vặn nữa rồi các bạn buông tay. Sau đó là các bạn dùng qua đây, để mình qua đây cho nó gọn cho các bạn dễ xem nha. Nè, các bạn chỉ cần dùng cái tay nè, nắm nè, đẩy qua nè. Đẩy qua. Hạ xuống. Là mình đã hoàn thành được cái công việc lắp rồi ha. Kể cả cái cổ này thì mình cũng thể có lắp đưa xuống được luôn nha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu công đoạn lấy pin ra cho các bạn xem ha. Sử dụng một chìa khóa hãng cung cấp nè, mở vào đây, chặn qua, và một tay nhớ vịn nha, kéo ra. Đây mình giới thiệu cho các bạn ha, cục pin lithium 48V nha, tới là 14A luôn, rất là lớn nha. Hãng LG nha các bạn, cục pin này là của thương hiệu LG nha, rất là xịn nha. Pin lithium chuẩn 48V 14A, rất là lớn ha. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình đặt cái cục pin này nè với cái mẫu xe nè, các bạn có thể liên tưởng tới một cái mẫu xe mà đang rất là cao cấp của thương hiệu này, là một cái thương hiệu là Genbu K6T, là phiên bản mà gọi là xịn nhất của cái dòng xe này á. Thì mình thấy cái phiên bản này nó cũng giống như là một cái phiên bản cao cấp mà thu nhỏ lại của cái dòng xe đó. Nên các bạn có thể thấy nè, từ pin nè cho tới những cái thiết kế này nè, y chang nhau luôn. Nên cục pin này là hoàn toàn là tiêu chuẩn ha. Có thể là mang ra ngoài sạc cũng được nè, hoặc gắn vô trực tiếp trên xe sạc cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ bưa vô lại nha. Khi mà các bạn đẩy vô thì các bạn nhớ một tay vịn ha, và một tay là vịn cho nó không có tuột pin ha. Rồi gấp lại, ấn lại là xong. Và nhớ đóng cái này lại ha, chống bụi khi mà các bạn đi ngoài trời mưa trời nắng đó. Rồi bây giờ mà muốn gấp nó lại thì cũng đơn giản thôi, cầm một cái này đẩy nhẹ qua thôi. Sau đó các bạn dùng cái chốt này nè, các bạn xoắn vô nha, xoắn vô, xoắn vào, xoắn vào. Đó, vậy là xong ha. Và bây giờ tới cái phần tính năng là mình sẽ test cho các bạn xem về cái tốc độ của chiếc xe này nha. Thì chiếc xe này hãng nó trang bị cho chúng ta là hai chìa khóa, một là cặp chìa khóa dùng để mở pin, hai là chìa khóa dùng để bật nguồn nha. Rồi mình bật nguồn lên cho các bạn xem ha. Màn hình nó hiển thị đầy đủ thông số tốc độ, quãng đường đi, mức pin. Thì qua bên đây thì nó sẽ cho các bạn có còi nè, đèn pha nè. Đèn pha thì dùng đi ban đêm ha, cực kỳ sáng ha. Đó, các bạn có thể đẩy nè cho nó sáng hơn nha. Có luôn còi điện. Và tiếp đến thì nó sẽ có 3 cấp số, 1, 2, 3, 4, 5. Nào rồi các bạn có thể thấy ở dưới đây nó có một cái đèn đỏ không, là dùng cho các bạn dùng để sạc bằng điện thoại USB á. Các bạn để điện thoại ở đây, các bạn dùng dây USB cắm vô là sạc nguồn điện trực tiếp nha. Rồi bây giờ là xe này nó có 3 cấp độ số nè. Thôi bây giờ mình lên cấp cao nhất đi, xem coi chiếc xe này nó đạt vận tốc bao nhiêu ha. Rồi giờ mình sẽ vít ga cho các bạn xem nha. Nè các bạn có thấy hiển thị không? Nó lên tới gần 40 km/h luôn. Với một cái mẫu xe nhỏ gọn mà cái công suất lớn vậy ha.
Ngoài tính năng chính là các bạn có thể đi trực trợ lực nè, thì khi mà các bạn đạp ha, hệ thống điện nó sẽ hỗ trợ các bạn đi ha, thì nó tốn rất là lớn ha, rất là nhanh hơn. Thì cái chiếc xe này á thì nó trang bị cho chúng ta là có một clip thôi nha các bạn, cho các bạn có thể đạp trợ lực nó thoải mái hơn. Nên các bạn có thể thấy nè, cái đĩa nó rất là to ha, cái đằng sau nó một đĩa thôi nhưng mà đạp cơ vẫn nhẹ nhàng, nó rất xịn luôn ha, bi đan gấp luôn đó. Thì đây là một cái chiếc xe mà nó khá là đầy đủ các cái đồ hiện đại nhất hiện nay ha, bao gồm có phanh dĩa nè, màn hình theo dõi nè. Thường thì là đi ban đêm là cần phải có còi nè, có đèn pha ha, xe này trang bị đầy đủ. Xe cấp độ số thì ở đây nhiều cấp độ số nè, cho các bạn có thể tùy chỉnh nha. Mà nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi mà tốc độ các bạn có thể thấy không, lên tới là gần 40 km/h luôn. Với một cái quả pin lithium chuẩn của LG 48V 14Ah cộng với cái motor mà 500W này nữa, thì các bạn có thể thấy là chiếc xe này ha, mang trong mình là dáng gọn nhẹ thôi nhưng mà được công suất lớn, hiệu quả nha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi lên thử ha. Thì mình khoảng tầm 1m7 thôi, thì các bạn coi coi mình ngồi lên cái chiếc xe này nhìn nó phù hợp không ha. Mình thấy mình nhìn nó dáng nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà khi mà leo lên nha, các bạn có thể thấy ha, chiếc xe này mình thấy nó cũng nhìn rất là cứng cáp và thoải mái tay lái mình lắm. Thì cái chiếc xe này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp dành cho cái đô thị mà đi hàng ngày của mình nè. Nhất á là các bạn học sinh nè, đi học mỗi ngày nè, cày thoải mái nè, các bạn nhân viên văn phòng nè, hoặc là các cô chú lớn tuổi á, dùng một chiếc xe dùng để có thể là đi chợ thôi hoặc đi dạo phố thôi. Chiếc xe này nó đáp ứng hoàn toàn luôn ha. Với một cái màu sơn này nhìn cực kỳ cá tính ha, trang bị đầy đủ từ đầu tới cuối luôn. Có 3 ga nè, và mình ứng cái đèn stop cho các bạn xem nữa nha. Thắng cái lên đèn luôn, thắng cái lên đèn luôn, bật đèn cái này lên luôn. Rất là an toàn cho các bạn đi ban đêm ha. Các bạn nhìn nó thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nha, nhưng mà ngồi, người ngồi sau thoải mái luôn, chở người thoải mái luôn, tại vì nó có phục nhúng mà. Thì xe này hiện tại là nó có tới nhúng tới 2 điểm luôn nha các bạn. Một là nhúng trên nè, hai là cái phục nhúng chống sốc này nè. Thì nó tạo ra cho các bạn là cái độ êm ái cực kỳ cao. Màu sắc thì hoàn toàn rất là đẹp ha. Các bạn có thể gọi nó là Genbu K6 sạc 16 nha các bạn. Cực kỳ đẹp mắt ha. Một mẫu xe thiết kế cho thị trường đô thị với đầy đủ tính năng, hiệu quả cao. Thì bạn nào mà trong thành phố Hồ Chí Minh á, có thể ghé trực tiếp qua shop mình để ngồi thử và xem thử cái màu sắc thực tế của nó ha. Nhìn ở ngoài cực kỳ mê luôn. Hoặc là các bạn nào mà ở xa muốn xem thêm thông tin của chiếc xe này á, truy cập vào website chợlớnsaigon.vn bên mình, thì mọi thông số của dòng xe này bên mình đều đã cập nhật lên cho các bạn xem ha. Thì nếu các bạn mà thấy video của shop mình hay á, thì các bạn nhớ ấn nút thích và nút chia sẻ giúp mình ha. Và nhớ đăng ký kênh kế bên và ấn cái nút chuông nữa để luôn cập nhật những video mà shop mình sẽ cập nhật trong thời gian tới cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại ở những video sau. Và bây giờ gấp lại cho các bạn xem ha, thao tác chỉ có vài giây thôi là các bạn có thể là gấp gọn được chiếc xe này lại nha. Thì đây là một cái mẫu xe nhỏ gọn cực kỳ luôn, với mấy thao tác thôi các bạn có thể gấp gọn chiếc xe này ha. Thì chiếc xe này sở hữu nhiều công nghệ xịn, pin 48V 500W. Thì các bạn mà khi mà mua những cái dòng xe khác á, thì các bạn phải đâu mất đâu đó là phải trên 20 triệu mới có một cái dòng xe mà nó hiện đại vậy. Còn riêng dòng xe này, các bạn thì sở hữu chiếc này đẳng cấp hơn, xịn hơn, nhưng mà giá dưới 20 triệu thôi. Dễ dàng tiếp cận cho các bạn học sinh dùng để đi học nè, dùng để mọi công việc hàng ngày của mình ha. Với cái mã quốc tế là gọi là Genbu K6 sạc 16 nha các bạn.